Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn tâm linh của tác giả Lê Nguyệt. Truyện ngắn được mang tên là Giúp bạn đổi nợ máu. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Những địa danh và sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Nghĩa địa ấp Bường, xã Mỹ Thạnh. Nơi đây là chỗ ở cuối cùng của một đời người. Có từ bao giờ cũng không ai biết. Chỉ thấy cái mộ bằng đá xanh rất lạ, cùng loại với tấm bia đá ghi tên Lữ Văn Nghiệp, sinh năm 1812, từ trần năm 1868, hưởng dương 57 tuổi. Vậy là ngôi mộ đầu tiên có từ năm 1812, hiện nay là năm 2023. Đã qua 211 năm rồi. Ngôi mộ kiên cố và đẹp mắt như vậy chắc là nơi an nghỉ của các bậc cao nhân, nên chính quyền sở tại qua bao đời vẫn giữ nguyên và chôn thêm những người khác vào. Cho đến bây giờ, nơi đó có rất nhiều mộ, trên cả mấy trăm. Đất do sự quản lý của nhà nước, nên ai muốn cho người thân của mình vào nằm cũng đều được phép. Bãi tha ma rộng lớn cả 10.000 mét vuông, trưng dụng hơn một nửa. Bao quanh nơi đó là những hàng keo, mỗi cây cách nhau cả 10 mét, cho tàn rộng che mát phía ngoài. Người đi đường hay ghé vào tránh nắng. Những cây keo cao chót vót, trái chín quanh năm, không mùa màng như những cây keo khác mọc ở nhà dân. Con nít cả xóm đó dắt nhau tới hái ăn mỗi ngày. Cạnh bên bãi tha ma có một căn nhà lá rách nát bỏ hoang. Chính quyền mấy lần cho dân phòng dỡ bỏ vì choáng đất. Nhưng lạ một điều là khi có người tới dỡ nhà thì thế nào cũng xảy ra chuyện. Không chuyện gì lớn, cứ bị đạp đinh dù đã mang dép, hoặc cột ngã đập u đầu. Tất nhiên, đó chỉ là những cây cột bằng xô đũa đã được ngâm lâu ngày trong giỏ, lên nước bóng giận, chắc lụi. Nhưng xô đũa thì đâu có tuổi thọ bao nhiêu. Vậy là người ta bỏ về, hôm sau trở lại thì y như cũ. Huyền vi vậy đó. Riết rồi chính quyền sở tại cũng bỏ qua cho cái nhà nọ luôn, không nhắc tới chuyện dỡ bỏ, vì để bà con đi ngang ghé dừng chân nghỉ ngơi. Đó là vào năm 1990. Nhà này trước đây có hai mẹ con sinh sống. Người mẹ còn trẻ, tên Dần, bởi vì chị tuổi con cọp. Chị còn đẹp lắm, có con mà không thấy chồng đâu. Hàng ngày đi làm mướn kiếm sống. Chị Dần giỏi ghê hồn, làm gì cũng xốc vét. Đàn ông chung quanh đó ghẹo chọc đặt lừ, mà chị cũng khó trần ai lai khổ, chứ không phải dạng lẳng lơ. Cho nên ở một mình gần bãi tha ma vắng vẻ vậy, chứ đố ông nào dám tồn ten nửa đêm nửa hôm. Có bận một cây già dệt tới rình rập, chị không la làng la xóm, mà dập y một trận tơi tả. Sáng lại không dám kể với ai vì sợ nhục. Bà con nơi đó thích mướn chị làm, trả công hậu lắm vì chị nhanh tay được việc. Mùa nào chị làm theo mùa đó, cuốc xới đùng đùng như đàn ông, cấy thẳng tắp đều re, xong rồi dặm lúa cho chủ nhà. Lúa mùa nên lúc nào ruộng cũng xăm sắp nước, nhưng mạ không nổi một cây. Lúa chín chị gặt bằng dòng hái như đàn ông, chị lãnh cuốc đất cho người ta trồng dòng, một tháng không nghỉ một ngày. Vậy mà mỗi sáng lo cơm nước cho con trai, trưa về nấu cho nó, chiều hai mẹ con ăn chung. Hồi chị về đây thì nó mới có 5 tuổi. Cái thằng dễ ủi, đi làm, chị gửi nó lại cho chủ nhà. Nó lủng đủng chơi một mình, không khóc la quấy phá nên ai cũng cưng. Vậy rồi từ từ nó có bạn hàng xóm. Khi vào lớp 1 là chị có thể bỏ nó ở nhà một mình. Bây giờ nó mới được 12 tuổi, đang học lớp 7. Thằng nhóc có cái tên cũng ngộ, Xí Được. Chị nói là xí được nó nên đem về nuôi. Vậy mà thằng nhỏ hổng giận, vì nó biết chị chính là mẹ đẻ ra nó. Nó giống y chang chị. Ngoài giờ học, nó leo lên mấy cây keo hái trái chín. Hái nhiều lắm, vì nó có tài leo như sóc như khỉ. Được bao nhiêu,
Nó phân làm hai loại, keo long và keo trơn. Keo long trái có lông tơ mịn, bao giờ cũng ngọt ngất ngay. Vì quá quen thuộc nên nó biết cây nào ngọt, cây nào chát. Cây chát nó không hái nên trái nào cũng cồ cồ. Tụi nhỏ gọi là keo cồ. Má ngoài coi đẹp lắm, nhưng ăn vô nghẹn cứng cuốn họng. Phân loại xong, nó chia ra làm hai rổ để trước cửa, bán cho khách vãng lai kiếm tiền phụ mẹ. Nó bán rẻ rề nên đắt lắm. Cây quá cao khó hái nên trái nào trái nấy đỏ âu, cong vòng, bụng dưới nứt ra, khoe cái ruột màu hồng hồng, nhìn hấp dẫn phải biết. Keo chét thì xí được lột ra lấy hộp, hộp đen bung, bự bằng hột me, để dành cho tụi bạn làm tiền chung độ. Con trai thì bắn cu ly đá lon, con gái thì đánh đũa bốn thung. Xóm bường đông con nít lắm, nhưng trạc tuổi nó có cỡ mấy đứa là bạn thân chí cốt của nó. Hễ chiều lại đi học về, cơm nước xong là gom lại nhà nó để chơi. Bãi Tha Ma có miếng đất trống rộng lắm, tụi nó tụ tập ở đó chơi đủ trò, vui nhất là trò trốn tìm. Chúng trốn trong khoảng cách các ngôi mộ. Lúc đó đám nhóc toàn là con nít, mà chớ có đứa nào biết sợ ma là gì. Xóm có cậu Ba Khải, cậu trạc tuổi cha má bọn trẻ, nhưng cậu rất hiếm khi uống trà, nói chuyện với mấy người đàn ông trang bạn với cậu. Cậu ở một mình trong cái nhà lá sâu cùng của miếng đất má cậu. Cậu quá vợ đã lâu, hiện đang chấp nối với mợ sáu. Mợ sáu có hai đứa con gái, một gã đi xa, một còn nhỏ xíu chơi chung với tụi nhóc đây. Nhà cậu Ba và mợ sáu thì người đầu xóm, người cuối xóm, qua lại hà rầm. Cậu Ba thường ngày buổi tối thứ bảy hay gom tụi nhỏ lại kể chuyện tiếu lâm. Cậu nói: "Tụi bay lợi chơi tối thứ bảy hoặc chủ nhật thôi nghen. Mấy tối kia tao còn gặp mợ sáu bay nữa, chứ bay đeo đeo tao hoài á, bả bỏ là tao tiêu tán đường à." Cậu có duyên lắm, kể chuyện gì tụi nhóc cũng khoái cười té ngửa, không tối thứ bảy nào mà lỗi không tới nhà cậu. Tự nhiên lúc này cậu chuyển sang kể chuyện ma. Cậu kể mấy câu chuyện gần gần chung quanh, nghe tới đâu sởn gai ốc tới đó. Mấy đứa nhỏ mới đậu còn ngồi vòng quanh, sau quay quần thành một chùm. Có đứa còn nhảy thốt vô lòng cậu ngồi. Cơ khổ, kể xong cậu phải đưa từng đứa về nhà. Fan ruột của cậu là thằng Hùng con Hào, anh em ruột, con Trà con Tiệp, chị em ruột, thằng Quân Anh, Quân em, thằng Du, ba anh em ruột, thằng Út Lục Sợn, một mình, con Hạnh con Chuộng, chị em ruột, thằng Phong thằng Thuần, anh em ruột, thằng Cao con Phi, anh em ruột, thằng Đạt con Chiến, anh em ruột. Nói chung á, xóm có bao nhiêu đứa con nít thì đứa nào cũng mê cậu kể chết. 16 đứa, giấy xí được nữa là 17, gom lại chật cứng cái nền nhà gạch tàu của cậu. Lần nào cậu cũng nói: "Tao dặn rồi nghe, đứa nào có mắt đái thì nói tao dắt đi. Lén lén đái trước cửa cái khay rình là tao lắc củ cốt đó. Không mấy tao ếm bùa là sưng tù dù, đái không ra luôn ngang con." Tụi nhỏ ré lên cười rần rần. "Ý trời, cậu có bùa hả?" "Một bụng nè, mời mốt có đứa nào đái không ra là biết rồi." Hâm khơi khơi chơi vậy mà chớ có đứa nào dám mới lạ. Bữa đó cậu ngó thằng xí được một hồi rồi cười cười, giọng bí hiểm: "Ê, Xí Được, mày ở gần ma cả nụi mà không sợ sao?" Xí Được trề môi: "Sợ gì cậu ơi, con ở bao lâu nay có thấy ma cỏ gì đâu." "Mày không tin có ma hả?" "Không tin." "Vậy tao hỏi mày, không có ma thì người ta đem đồ tới cúng cho ai ăn? Đốt nhang khấn vái ai nghe? Không có ma, vậy đám dỗ đám quải đốt giấy tiền vàng bạc nhà cửa xuống cho ai ở? Rồi cúng cơm làm gì?" Thằng nhỏ cứng họng: Thì có ma phải không?" Trong đám có Hùng, Lục Sệnh và Hạnh lớn tuổi nhất. Tuy cùng tuổi nhưng Hùng thông minh học giỏi hơn và trên hai đứa kia một lớp. Hùng nói: Con sợ ma thiệt nè cậu Ba. Nhưng con không tin trên đời có ma. Chết là hết hà. Mấy cái cúng vái là hình thức thôi, làm vậy để an ủi vong linh người chết thôi à."
Cậu nhìn Hùng dẻo cợt. Mày không tin mà sợ nổi gì? Tại sợ thì sợ thôi. Nhưng mà cậu kể ở đâu thì kể, đừng có kể chỗ nhà thằng Xí được, tội nghiệp nó cậu. Chỗ đó tụi con tới chơi mỗi ngày, lỡ sợ rồi không lẽ bỏ nó một mình? Tầm bậy, ai biểu kỳ vậy? Có điều chơi ban ngày thôi, ban đêm thì đừng có tới. Ban đêm tụi con mới rảnh, ban ngày đi học, về còn phụ cha má. Đi chơi phải lấy mô cao bột đích à? Vậy thôi, cậu không kể chỗ nó. Mà cậu dặn thằng Xí được nè, ai cúng gì cúng, mày không có đem về ăn nghe không? Mấy cái món đó người khuất mạc họ xực trước rồi, mình ăn không có nên. Hùng cãi. Vậy chứ người ta cúng cô hồn giật rần rần, đặng đem về ăn chứ đâu cậu. Thằng này nói gì cũng cãi. Thân sợ ma săn dịch đó mà nói trời. Tao cá mày tối ra nghĩa trang đó, lấy món đồ chiều tao để ngoài vô thì mới là gan anh hùng. Tao thua mày một cặp đu đủ chính. Đu đủ trái chí nhà tao chưa ai hái hết đó nghe mày. Nó mỏ dịch rồi. Phong chen vô. Cá con này chú ba. Không, mày không sợ ma tao biết. Thằng Hùng nó không tin ma, nên tao muốn nó thấy ma. Xí được reo ầm lên. Ý, cá con nè cậu. Cậu để chỗ nào con kiếm cũng ra hết. Con thuộc nằm lòng từng ngôi mộ luôn. Cái mã đá của ông cụ Lữ Hưởng Dương đó đó, con ăn dầm nằm về luôn. Cậu ba xoa đầu nó. Ồ, thằng này được nè. Nó kêu cụ Lữ Hưởng Dương đặng né cái tên tục Lữ Văn Nghiệp của cụ. Thằng Đạt lớn nhất đám, bể tiếng nên giọng nói ồm oàm. Thôi đừng nhắc tụi nó chi cậu ơi. Cậu kể chuyện khác đi. Còn cái cục nghĩa địa đó cậu bỏ qua. Hễ có chuyện ở đó cậu cũng ráng đặt ra mà kể chỗ khác. Vậy tụi con mới dám lợi chơi với thằng Xí được chứ. Cậu nhìn Đạt chúng chiếm cười. Thằng sắp mần thanh niên rồi, cái giọng nói như dịch được ha. Bỏ qua vụ đó, cậu kêu tụi nhỏ ngồi quanh lại. Con Hào áp sát vô cậu, con Chuộng, con Phi, con Tiệp dây quanh. Mấy đứa trai thì ngồi vòng ngoài. Cậu tằng hắng mấy tiếng rồi nói. Tụi bay đi học về ngang hướng ông Bảy Thâu, có khi nào dồn vô mấy cái mã đá trong đám gọi đó không? Tụi nhỏ nhao nhao. Dồn hoài chứ gì cậu. Ngay mấy cây gội sát ranh má tao với thằng cha sện, có cây đào trái đỏ, ngọt thấy lạnh xương sống luôn. Nhưng mà tao không có dám ăn, chỗ đó mồ mã dữ lắm. Tao nghi do xương cốt của người chết lâu ngày một hàng, nó rã bèn lan ra đất, nên cây đào khỏi vô phân mà trái mới ngọt vậy chứ. Tao có hái về một rổ bự kìa, đứa nào ăn lấy ăn. Thằng Cao rùng mình. Cậu nấu vậy, ông có nội nào dám ăn? Thử đi. Tao ăn hoài có chết chóc dĩ đâu. Không mấy lát tao đưa vài trái cầm về. Thôi, khỏi cậu ơi. Cậu kể chuyện ma đi. Phong giơ tay lên. Con lấy. Chú cho bao nhiêu con cũng lấy hết. Cây đào đó con với thằng sợ leo lên ăn cắp hoài. Tụi con ăn tại cây luôn đó. Có sao đâu. Cậu ba trợn mắt. Trời, mày gan. Thôi, để tao kể chuyện này cho tụi bay nghe. Coi mê mốt và dám gan như vậy hay không cho biết à. Đám nhóc lo nhoi. Ý, kể đi cậu, kể đi. Cậu ba chuyển vẻ mặt âm u, thì thầm. Là vậy nè, không phải đất nhà tao mà tao sợ. Nhưng tao thấy hoài nên cũng rét chứ. Tụi bay nhớ chuyện cô Tám Tầm có chữ quan treo cổ chết ở cây gỗi khuất mé trong hồn. Cha má cổ đi kiếm quá trời, không biết cổ đi đâu. Chừng người đi đường nghe mùi thúi tri hô lên thì cổ chết mấy ngày rồi. Vậy là đem chôn ở nghĩa địa gần thằng Xí được đó. Tụi bay biết cái mộ đó mà. Vậy chứ hễ trời chật vật chạng vạng là ai dồn vô sẽ thấy xác treo cổ lòng thòng ở trển. Trời tối mấy cũng thấy, bị nó sáng lòa mờ. Không tin á, giờ tao vẫn bay ra coi, đảm bảo có liền đó. Chỉ sợ bay hốt hoảng về sanh bệnh, cha má bay nhai đầu tao thôi. Tụi nhỏ ngồi sát lại cậu. Ê, ghê vậy hả cậu? Thôi, không có coi đâu. Cậu ngửa đầu ra sau, trề trề môi lắc đầu. Cái xác nó ăn thịt mày được ha. Bự sự vậy mà sợ ma, mắt mờ đà. Dẹt dẹt ra chút coi, gì mà dồn cục lỡ vậy? Để không khí cho tao thở với chứ. Bộ bay nói tao không sợ ma ha. Bay chưa thấy còn sợ, tao thấy hoài, không sợ sao được.
Đám nhóc ré lên cười, cậu sửa bộ ngồi rồi kêu. Đứa nào rót cho tao ly trà, tao kể tiếp, không tao nghỉ á. Thằng Đạt lật đật đứng dậy, rót ly nước bưng lại. Cậu kêu tiếp. Đưa cái bình thuốc tao vấn một điếu coi. Hùng nhăn mặt. Tụi con ngồi cả đống vậy, cậu hút thuốc phải khói tùm lum, ngợp chết sao cậu. Chút đi hen, chung cậu đưa tụi con về rồi hút hen cậu. Cậu cười khổ, vỗ đầu Hùng. Thằng này, mới bày lớn mà không thấy ớn. Tụi nhóc hàng ngày đều đi học chung một đường, chiều tối gom về chơi với nhau. Thỉnh thoảng cũng có giận hờn cự cãi, nhưng hôm trước nghỉ chơi thì hôm sau quên tuốt luốt. Chúng có nhiều trò, chơi gì cũng có ăn thua, tiền thì bằng hột keo, nên thằng Xí Được luôn luôn là cái ngân hàng của bọn chúng. Chủ nhật ráp nhau lại nhà nó để hái keo. Mấy đứa con trai leo dưới tháp, Xí Được leo chót vót trên ngọn, hái quăng xuống cho đám con gái lượm, xong lựa trái đẹp để Xí Được bán, còn trái xấu thì chia nhau ăn. Mỗi tối thứ bảy, tụi nó cũng tụ tập lại nhà cậu ba để nghe kể chuyện ma. Chuyện ở đâu mà cậu có, cứ kể hoài hàng tuần. Lần nào cũng khiến đám con gái sợ run lẩy bẩy, còn mấy đứa con trai khoái chí chứ tỉnh bơ. Một bữa, cậu ra vẻ mặt nghiêm trọng, cặp môi giật giật, nghiêng đầu nói nhỏ với tụi nó. Bay không tin con ma phải Hùng? Hồi giờ tao toàn kể chuyện của ai đâu không, nên bay không tin cũng phải. Giờ tao kể cho bay nghe một chuyện có thiệt nè. Chuyện này chính mắt tao thấy, chính tai tao nghe, bị gì tao là người trong cuộc mờ. Tụi nhỏ thích chí, bu kính lấy cậu. Ê, vậy cậu kể đi cậu. Nhưng bay phải hứa với tao một chuyện. Đứa nào sai lời, mai mốt đừng lỡ nhà tao nữa. Tao xách cây tao rượt. Gì ghê vậy cậu? Hứa gì? Không có nói với cha má bay, cậu ba kể chuyện này. Bị gì tao sợ kể xong ma nhập tao. Mà lỡ như bị ma nhập, thì đứa nào dắt em đứa nấy chạy về cho nhanh nghe không? Út sợ ngây thơ. Còn không có em thì dắt ai? Cậu liếc nó. Dắt tao? Cái thằng hối ngộ à? Con mình mày á thì mày chạy lẹ hơn, hỏi vậy mà cũng hỏi. Tụi nhỏ ré lên. Ý đồng ý, đồng ý cái cụp. Mà cậu thường nói cậu dương khí mạnh, ma nào mà nhập cậu được? Biết đâu mày. Tao kể chuyện này ra mấy lần đều bị nhập hết mấy lần luôn, nên tao ớn có dám kể đâu. Nhưng tụi bay thân, tao nói trước cho biết để đề phòng. Phong cười khoái chí. Cậu không có sợ đâu, cậu kể đi. Thằng Đạt xì một cái dài ngoẳng. Con bự chán vậy á, ma không sợ con thì thôi, chứ con mà sợ ma hả? Nó nhập vô cậu một cái á, con đập một phát là bay ra liền. Mẹ bà, trúng đầu tao chứ trúng đầu nó hả mày? Hùng nóng ruột xen vào. Kể đi cậu, rào đón hoài á, nông chết mẹ. Cậu ba rùng mình mấy cái, miệng lảm nhảm. Giờ nhớ lại còn thấy lạnh ót à. Rồi cậu ngồi ngay ngắn lại, ngó qua từng đứa. Cậu tằng hắn bắt đầu kể, giọng thay đổi theo từng cung bậc cảm xúc. Tao sẽ kể chuyện con ma trên đường rầy xe lửa. Đó là năm 1979. Bận đó tao còn nhớ như in. Thời gian từ năm 1978 đến năm 1980, tao đi bốc xếp ở bến tàu. Bữa đó nghỉ làm, tao đạp xe, tính đi coi phim rạp buổi trưa. Mà trưa nắng quá trớn, mình mấy tao ở toàn mồ hôi. Đạp xe chạy dọc theo đường rầy xe lửa, tao kiếm quán nước uống 7 ly đá chanh, chủ yếu là tránh nắng. Bình thường đi mận, tao không có đi đường này, nên lả quắc lả quơ. Cuối cùng tao cũng thấy một cái quán giữa Sài Gòn, mà cái quán coi nó nghèo nàn một cái ngang. Nhưng mà thay kệ, miễn có chỗ đục nắng là được. Vậy là tao vô quán kêu một ly đá chanh. Bà chủ quán độ chừng gần 60 tuổi hà, mặt coi hiền lành. Trong khi chờ đợi bà làm nước, tao bắt chuyện. Ở đây vắng quá, bán được không cô? Bà lắc đầu, nói giọng ngao ngán. Ê Lâm cháu ơi, tao hỏi có một câu vậy mà tự nhiên bà khai ra cả nùi vậy nè. Lẽ ra cô dọn đi lâu rồi, nhưng vì con gái của cô nên phải ở lại. Con gái của cô sao ha? Giọng bà buồn thiếu buồn thiêu luôn.
Tính tới năm nay nó cũng đã 23 tuổi rồi. Năm 16, không biết nó buồn chuyện gì mà xe lửa vừa chạy tới là nó phóng ra đường ray. Vậy là cả đống bánh xe nghiền nát mình con nhỏ, hút lại không được một năm. Từ đó mỗi tuần nó đều về thăm cô. Ờ, tao dùng mình mày, con nhỏ đó tuổi với tao. Rồi tao hỏi tiếp, sao thăm được cô? Nó nhập vô cô, rồi lấy viết viết cho cô. Trời mẹ ơi, tao mắc cười quá xá. Bà nói chuyện trên trời dưới đất, chắc tại nhớ con quá nên sinh ra ngớ ngẩn. Bà bưng ly nước chanh đến trước mặt tao, rồi nói huyên thuyên về con nhỏ đó. Khen nó đẹp, nó thông minh, còn tao thì mắc dị ứng gì nó rồi nghen. Mẹ bà cái thứ con bất hiếu, một mẹ một con mà đi tự tử bỏ mẹ mình lại, ngoan là ngoan cái giống ôm gì. Tao quậy ly đá chanh, chưa kịp uống ngụm nào thì thấy bà lau mặt lia lịa hà tụi bay. Bà dắt cái khăn bàn lông ướt lên vai, lau muốn rách mặt, vừa lau vừa nói nhanh. Nói về. Trời đất ơi, bà ngáp oáo oáo, nghe rùng rợn, nghe mắt nổi da gà liền à. Tao dòm mặt bà lúc nãy y chang mụ phù thủy, chứ không hiền hậu như lúc nãy. Bà dòm tao, cười kỳ tụi bay. Tao hồn phi phách tán, giọt lẹ ra ngoài phóng lên xe, chạy cắm đầu cắm cổ, không kịp hớp một ngụm nước. Từ đó tao cạch con đường này luôn. Cậu ba kể xong, cả bọn bán tính bán nghi, ngồi đờ người ra. Cậu thúc cùi chỏ vô mình Hùng. Tin tao đi, tao nói thiệt đó. Hào ngây thơ hỏi. Sao không ráng uống hết ly nước? Cậu rùng mình. Mày dám uống không? Trời, ngon á, vô đó ngồi uống. Tao chạy thục mạng, còn hồn dí đâu mà khác. Nước nôi con mẹ gì? Chuyện cậu kể hôm nay cũng đâu có gì đáng sợ. Tụi nhỏ cười hề hề, kêu cậu kể chuyện khác hấp dẫn hơn. Cậu có vẻ phật ý, hứ cái cốc. Không sợ hả? Tụi nhỏ cười rần rần. Sợ gì mà sợ? Chuyện đâu hồi cố lũy cố lai nào tuốt Mỹ Sài Gòn, mắc mớ gì mà ở đây sợ? Bà đó chắc giờ cũng chết lâu rồi. Tự nhiên cúp điện tối thui, cậu ba kêu. Mày lại đầu tủ lấy cái đèn pin coi Hùng. Hùng lắc đầu. Kêu đứa nào đi cậu ơi, tối hù à, còn ớn quá. Trời ơi, vậy mà nói không tin có ma. Cậu đứng dậy lấy cái đèn pin, chưa chi thì có điện. Ngó thấy đám con gái chồng vô một cột, cậu nhăn mặt trợn mắt toàn tròng trắng long lên sòng sọc. Mặt thay đổi giọng rất kỳ lạ. Cậu cười kinh dị, rồi cất giọng rinh rít the thé như hồn ma bóng quế của một cô gái trẻ. Tao đâu phải là cậu của tụi bay đâu. Tao là cô gái 16. Cậu tụi bay còn nợ mẹ tao ly đá chanh đó. Gom tiền lại trả mau. Trời đất quỷ thần ơi, tụi nhỏ xém đái trong quần. Không biết cậu giỡn hay thiệt, nhưng dòm cặp mắt của cậu là mắt chết khiếp. Đám nhỏ sợ ma quá nên quên mình sợ ma, tung chạy ra sân. Thằng anh dắt tay đứa em phóng chạy. Mấy đứa con gái khóc liếu nhíu. Yên nghỉ, nghỉ chơi với cậu luôn, về mét cha con nè. Cậu hoảng hồn chạy theo. Trời quá, cậu vẫn chơi thôi mà. Hồi nãy hứa gì, hứa không mét mà. Tụi nó khóc hù hụ rùng trời đất. Con Hào ngoái cổ lại, tức tưởi. Làm cậu mà chơi kỳ. Từ nay nghỉ chơi với cậu luôn, về mét cha con nè. Cậu quýnh đuốc. Đừng mét, từ nay cậu không chơi vậy nữa. Cậu thề học máu đi. Thề gì mà thề. Mét mai mốt cậu không kể chuyện cho nghe nữa đâu. Mấy bữa sau, tụi nhỏ mang mang lại nhà xí Đức, vừa đi vừa nói cười rôm rã. Đang lúc vui vẻ vậy đó, mà khi đi ngang vườn đào của ông Bảy, thấy cậu ba đứng ngay trên vạt mã, có mấy cây gội lớn chà bá, chung quanh cây cối rậm rạp mà cậu đã từng kể những chuyện ma ly kỳ, nhất là cô Tám Tâm thắt cổ, cậu chúng chím cười với chúng. Quên chuyện hôm bữa, tụi nhỏ kêu, làm gì ở đó vậy cậu ba? Hái đào ăn chứ chi, đứa nào ăn hôn, đào chín quá trời luôn nè. À thôi, đào của cậu vô phần thấy ghê quá. Tầm xàm, đứng chờ, tao cho đứa dạy trái nè, bay không dám ăn thì đưa cha má bay ăn. Rồi cậu bưng rổ đào ra,
phát đứa dài trái đủ cầm. Xong cậu trợn mắt, rít the thé trong miệng. Tao đâu phải cậu của tụi bay, tao là... Mới tới đó, tụi nhỏ quăng hết mấy trái đào xuống đất, rồi co giò chạy về nhà. Cậu không xuống lượm lên, miệng chúng chiếm cười. Bữa trước quên, hôm nay tụi nhỏ nhận không được, không nể mặt cậu ba nữa, mới thỏ thẹt mét lại cha chúng. Cậu ba thấy tình hình không ổn rồi, mình lớn mà chơi dãy cũng kỳ, nên cậu canh lúc mấy ông già ngồi uống trà buổi sáng với nhau mà qua xin lỗi. Kể xong câu chuyện, cậu phân bua. Là tôi muốn rèn luyện cho tụi nó tính dạng dĩ, muốn tụi nó lớn lên có kỷ niệm đẹp, luôn nhớ về cậu ba này. Chứ chừng nữa tôi chết, tụi nhỏ quên tôi mất tiêu mấy anh ơi. Nhưng cậu giỡn cũng nhiệt quá, con nít mà cậu chơi kiểu đó, có ngại tụi nó đứng tim chết làm sao. Không đến nỗi đâu, tôi chơi với chúng nhiều năm nay, biết tính khí từng đứa hết. Kể bao nhiêu chuyện, tụi nó nghe chơi, chứ sợ sệt gì anh. Làm gì ở trên đời có ma, tụi nó cũng biết vậy chứ. Mà cậu cứ canh lúc trời tối nhát tụi nó, kể chuyện thì kể, chứ cậu lấy thân thí nghiệm vậy, tôi sợ có ngại mang quả đó nghen. Cậu cười quê quê. Thôi, tôi hứa với mấy anh, từ nay không ghẹo vậy nữa. Nhưng mấy anh đừng cấm tụi nhỏ chơi với tôi. Dạ rồi, tôi chỉ có niềm vui chơi với mấy đứa con nít. Tôi thương tụi nó lắm. Tụi nó không lợi chơi, tôi buồn chết luôn à. Nghe mấy lời của cậu, đám con nít bỏ qua, dẫn tới nhà cậu nghe kể chuyện ma mỗi tối thứ bảy. Nghĩ đến hồi còn nhỏ, sao mà dễ tha thứ, mà dễ thương quá chừng. Khi tất cả đều lên cấp 2 rồi, thì bắt đầu có sự ly tán. Đầu tiên là thằng Đạt. Đó là vào ngày rằm tháng Chạp năm 1990. Thằng Đạt được 17 tuổi, không vô được cấp 3 nên nó nghỉ ở nhà phụ má làm ruộng. Ba nó mất lâu rồi, chỉ còn nó với con Chiến. Vì trổ mã sớm nên nó lớn tướng dành dàng, tiếng nói sổng sảng, bà nội nó cứ giật mình hoài. Nó đi đám tiệc thay má, siêng năng lanh lợi lắm. Hôm đó, nó đưa dâu cho con em cô cậu ruột với nó, đi bằng ghe máy, đi bằng hai ghe trên con sông nhỏ. Ghe trước chở cô dâu chú rể và hai họ nhà trai gái. Ghe sau lớn hơn, chở khách rước và đưa dâu. Hai chiếc ghe đều không có mui, chuyến về chỉ còn một ghe vì nhà trai đã ở lại. Trên ghe toàn người quen mà ai cũng có rượu rồi, nên cao hứng, người hát mấy câu giọng cổ để đỡ ngán đường xa. Đạt sung sức, vừa hát vừa đứng dậy ẹo ẹo. Bỗng đau choáng váng mặt mày, té ùm xuống sông. Trên ghe tưởng nó nực quá nên nhào xuống tắm. Thằng Đạt vốn dĩ lộ như ráy mà, nên ghe vẫn tiếp tục chạy, tưởng nó bơi đuổi theo kịp. Nhưng khi đã cách hơn 10 thước mà chưa thấy nó trồi lên, người lớn mới hoảng hồn hãm chiếc ghe lại chờ nó. Mặt nước vẫn im re. Con Chiến hồn vía lên mây kêu khóc ôm trời. Một đám thanh niên cởi áo nhảy xuống chỗ nó té để mò. Mò mãi mà không thấy nó đâu. Chú ruột nó nói: thằng ma này nó lội giỏi lắm, chắc ghẹo chọc gì mình đây. Quần quần nửa giờ đồng hồ chưa thấy nó. Chừng đó mọi người mới phát hoảng. Cô dưỡng nó kêu cho ghe đưa khách về trước, rồi kêu ghe cào lại, cào coi nó có ngột nước bị chìm hay không. Vậy là có một cuộc tìm kiếm tích cực, nhưng vẫn không tìm ra thằng Đạt. Lo thì lo lắm, nhưng cứ nghĩ nó đã lặn về nhà trước rồi. Má nó khóc ngất ở bên sông, ngay chỗ nó bị rơi. Xóm bờ nghe tin thì tất cả trai tráng đều có mặt. Toàn là dân ruộng nên ai cũng lộ như cá. Mọi người cùng nhau lặn hộp để kiếm nó, chết cũng phải thấy xác. Nhưng không ai nghĩ thằng Đạt chết vì nó lội giỏi nhất đám. Con sông này Đạt lội qua lội lại mấy lần cũng được, rớt xuống cặp mé thì nhầm nhò gì nó. Mệt mỏi, mọi người về nhà ăn cơm nghỉ ngơi để chiều mò tiếp. Ghe cào, cào không dính nó rồi. Vậy mà chiều lại, thằng Đạt nổi phình trên mặt nước ngay trơn chỗ nó bị rớt xuống mới lạ. Bà con dắt nó lên thì cái bụng trong bóc, chăng nó bị uống nước dữ thần. Khi nằm ngửa trên bờ, má và em nó ôm khóc
thì nó ọc nước ra tràn lan, hết nước rồi là máu, chùi không kịp, nó chết đuối rồi. Nhận định là khi nó rơi xuống nước bị giọt bẻ chân nên không dùng dãy được mà chìm nghỉm tận đáy. Mấy chú và má nó cúng một mâm trục dông nó về nhà. Vậy là xóm bường mất thằng Đạt, nó được chôn cất ở đất nhà. Đám bạn nó ngơ ngẩn nhớ vào mỗi buổi chiều, ngồi lại với nhau, hễ nhắc tới nó là khóc. Cái thằng hiền queo, không khi nào thấy nó quậu. Giọng nói của nó khiến chỗ nào nó xuất hiện thì rậm đám chỗ đó. Con Chiến tội nghiệp, không có anh hai nó, làm gì cũng một mình. Nó suốt ngày ở cạnh má nó để an ủi động viên. Con nhỏ cũng 14 rồi. Chuyện thằng Đạt mới nguôi nguôi thì tới chuyện thằng Xí Đường. Ba tháng sau khi thằng Đạt mất thì sáng lại, dì Sáu tới nhà định kêu chị Dần ngày mai cấy cho dì thì phát hiện ra má con thằng Xí Được chết trong nhà. Dì vừa chạy vừa la làng, bà con bu lại. Thằng Xí Được bị đâm một nhát dao chí mạng ngay trên trái tim. Má nó bị xiết cổ bằng cái khăn rằn chị hay đội khi ra ruộng. Cửa trước mở toang. Công an xã Bường tới ăn kết và vào cuộc điều tra. Mẹ con chị Dần sống được lòng hàng xóm láng giềng, ăn nhờ ở đậu đất của nhà nước, chưa từng vi phạm, cũng chưa một lần gây gỗ cãi cọ với xóm làng. Vậy gây thù chuốc oán với ai mà cả mẹ lẫn con phải chết thê thảm như vậy chứ? Xem ra đây là một vụ giết người có chủ đích. Chị không có tiền của gì, không thể cho là vụ án giết người cướp của được. Nhà xa hàng xóm nên có kêu người ta cũng không nghe. Xảy ra xô xát lớn như vậy mà không ai hay là phải rồi. Tìm trong quần áo thân thể của hai mẹ con cũng không phát hiện ra dấu vân tay nào lạ. Điều tra, điều tra, dù có dùng biện pháp gì thì cuối cùng vụ án cũng chìm xuồng. Do chị Dần không có người thân nên cũng không ai quyết tâm tìm ra sự thật. Hai cái chết oan uổng. Bà con thương tình, người một ít gom lại chôn cất hai mẹ con ở nghĩa địa gần căn nhà ọp ẹp của họ. Xóm Bường lại mất thêm thằng Xí Được. Xí Được là trung tâm của các cuộc vui, cho nên không có nó, đám trẻ vô cùng buồn, mất chỗ chơi. Từ đó chúng không tụ tập tại nghĩa địa nữa. Tụi nhỏ cũng đã khá lớn rồi, học hành bận rộn. Nhưng khi tụ tập ở nhà cậu ba, nhắc tới Đạt và Xí Được, đứa nào cũng rưng rưng nước mắt. Tụi nhỏ cũng có tình nghĩa, khai mộ cúng 49 ngày mẹ con của Xí. Tụi nó đều nhận tiền ăn sáng của mình góp vô, dắt nhau lại nhà của Xí, dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài, mua nồi cháo vịt nguyên con về cúng cho hai người rồi ngồi lại ăn luôn. Nhắc tới Xí, thằng Phong nói: "Tụi tao có rủ thằng Đạt lại chơi với mày nè Xí. Mày và nó siêu thoát chưa? Nếu chưa thì cũng có nhau hủ hỉ đỡ buồn hen." Mấy đứa gồm thằng Phong, thằng Tuấn, thằng Cao, thằng Sện, thằng Hùng đã đậu tốt nghiệp cấp 3, lên Sài Gòn ở nhà chị hai nó học rồi. Mấy đứa này ngoài con Hào thì khi xong cấp 2 đều nghỉ ở nhà phụ cha má cả. Con Hạnh, con Hào, con Phi, con Chuộn, con Tiệp, con Chiến đều có mặt đủ. Cậu ba Khải nói: "Con người ta chết qua 49 ngày mới đi đầu thai, tụi bay tới đó nó sẽ biết." Không đứa nào tin, chỉ tại tụi nó thương nhớ hai thằng bạn lối xóm chơi với nhau từ nhỏ nên làm vậy thôi. Mấy đứa con trai nói cứng như vậy, nhưng đám con gái thì sợ quýu. Thương nhớ hai thằng bạn gián số thì thương, nhưng lỡ gặp nó với hình dạng ma quỷ, chắc tụi nó ám ảnh cả đời. Con Hào níu tay cậu ba, năn nỉ: "Cậu đi với tụi con ngang cậu." "Tao đi chi? Chỗ bạn bè bay chơi tao tới mận giống gì?" "Vậy chứ trước hai đứa nó cũng hay tới lui với cậu vậy." "Dưỡng khí tao mạnh lắm, có tao hai đứa nó không dám sáp vô đâu." "Cậu làm như có thiệt vậy." "Bay không tin thì sợ gì, muốn chắc ăn sao không đi ban ngày, đi buổi tối chi rồi sợ."
ban ngày tụi con có đứa nào ở không đâu, chiều gom lại là phải rồi. Vậy thì về sớm sớm, ai kêu ở tới khuya. Khuya thì không phải chỉ có một mình hai đứa nó đâu, có má thằng Xí nữa. Nếu gặp nó, cho tao gửi lời. Hôm trước nó hỏi tao hoài, sao tụi bay ở đây đứa nào cũng kêu cha má, còn bạn học trong lớp nó lại kêu ba má. Bay nói với nó là tại gia đình nào kêu như vậy thì kêu từ trước giờ, thế hệ sau không đổi. Cả cái ấp của mình ai cũng kêu cha má hết, chỗ khác người ta kêu cha mẹ, ba má, ba mẹ là bình thường. Vậy chứ ông Hai Nhẫn đi tập kết lấy vợ miền Bắc, con ổng kêu bằng bố mẹ đó sao? Rồi mấy con ổng cũng để con mình kêu bố mẹ. Có người kêu tía má, ba vú, kêu cậu mợ tùm lum mà. Kêu gì thì đó cũng là hai bậc sinh thành của mình. Nói với nó vậy đó. Tội nghiệp à, nó có kêu được tiếng cha hay ba gì đâu. Hào đem chuyện về nói lại cha mình. Ông Tư cười. Cậu ba con rảnh rang nên thích nói xàm. Ma cỏ gì chứ, cha sống ở đây cả đời, con nghe ma quỷ gì đâu, không tin là không có hả? Nhưng mà khi cả bọn đem bông tới mộ của Xí, bông trang nhà thằng Quân Anh trồng mà, không có người thân nên mộ mẹ con Xí là hai cái mộ đất. Tụi nó hùn tiền và xin thêm cha má mới đủ mua cho hai người hai tấm bia khắc tên đàng hoàng. Má nó tên Nguyễn Thị Dần, còn nó tên là Nguyễn Thành Được. Hôm đó tụi nó ra mộ, đặt bông trang xuống rồi cắm nhang dưới chân mộ. Thằng Cao kêu: tụi tao không dám mời má mày vô, vậy mày mời giùm ngang Xí. Vô chơi với tụi tao, tao đại diện tụi nó hứa với mày, chừng nào tụi tao có vợ có chồng, nhất định sẽ gom tiền lại làm cho mày cái mộ bằng đá mài bóng giận. Mày sống không có nhà đẹp, nhưng chết thì phải có, chứ để lâu ngày cái mộ nó bị lạng đi mất tiêu rồi làm sao. Nhưng mày ráng chờ ngang Xí, thằng Đạt có trước rồi thì mày cũng phải có thôi. Xong tụi nhỏ vô nhà. Bây giờ đứa nào cũng trên 14 tuổi rồi. Thằng Cao, Út Sện, Quân Anh, con Hạnh thì 16 tuổi, mấy đứa kia 14. Chỉ có con Chiến em thằng Đạt nhỏ nhất. Tụi nó đứa đem một cái chén, đôi đũa, cái muỗng lại hồng vô ăn, vì nhà Xí đâu có đủ. Dọn cháo dịch ra, tụi nhóc bùi ngùi, mỗi đứa nhắc một câu: không có thằng Xí mời môn kêu thánh kêu cồ hết, tụi mình cũng bỏ luôn, chứ lại đây hái buồn lắm, nhớ nó lắm. Nhớ thằng Đạt tiếng nói sổm sổm, thân thể chắc nụi, mạnh như quỷ. Chơi đánh u nó chấp cả bầy. Hai đứa này chết lãng nhách ta ơi. Không biết tụi nó đi đầu thai chưa? Chắc rồi á, chứ nếu linh thiêng thì thằng Xí Được thế nào cũng dặn hỏng đứa giết mẹ con nó quay ra sau lưng cho coi. Thằng Phong có vẻ hiểu biết. Mà đâu có giết được người. Tao thì tao chỉ muốn nó nhét cho khùng rồi bị ám ảnh mà đi tự thú. Chừng đó tao nói thiệt á, có nhiều tiền tao mua hộp dịch ôn chọi vô mặt kẻ đó. Thứ đồ gì mà ác như quỷ sứ à. Con Hào tài lanh: tao đổ cha nội nào vô dê cô Dần nè, cổ không chịu nên la lên, thằng Xí phát hiện nên chả đâm thằng Xí, rồi sợ bại lộ nên xiết cổ mẹ nó luôn. Cha nội đó phi tan tan chứng nên đâu có tìm được gì. Công an qua lời khai của bà con cũng thay mất cái mát giót và khăn chàng hầu của cô Dần nữa. Phi nhíu nhíu mày: mà xóm bường của mình nó đàng hoàng, ai lại dê cổ chứ? Bởi vậy tao mới nghi sống khác. Thương cổ gì đâu á, người đàng hoàng thà chết chống cự chứ không chịu thất thân. Cả bọn vừa húp cháo vừa bàn tán, bỗng dưng nghe tiếng ồn ồn của Đạt vang lên: tụi bay ngồi đó mà đoán già đoán non, tao với thằng Xí tới nãy giờ rồi nè. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, ngó coi đứa nào giả ma giả quỷ nhát tụi nó, nhưng không thấy ai. Mà tiếng cười của Đạt vẫn âm vang. Chúng co rúng lại ngó giáo giác. Út Sợ nói trời, chứ bây giờ run như thằng lằn đứt đuôi. Con Hạnh lắp bắp: Tụi bay nghe tiếng thằng Đạt không? Cả thảy đều gật đầu. Tụi nhỏ buông đổ hết ráo. Mấy đứa con gái khóc bù lu bù loa. Con Tiệp kêu lên: thôi, tao nhớ tụi bay lắm, nhưng đừng có nhát tao, tao đứng tim bây giờ. Tiếng thằng Xí rõ ràng vang lên: khùng hả mày?
tụi tao không lẽ đi nhét tụi bay. Tại thấy bay có lòng nên hiện ra nói chuyện chút thôi. Tao rủ thằng Đạt ở lợi, đặng phụ tao trả thù thằng cha kia. Xong rồi tụi tao cũng đi, chứ đâu có làm ma hoài. Phong bình tĩnh hỏi. Hai đứa bay hiện ra đi, thấy tụi bay mấy đứa con gái sẽ không sợ nữa. Thì tao với thằng Đạt ngồi trong ngóc đây, chứ có núp lén gì đâu nè. Tụi nó dòm lại, thì trời mẹ ơi, dưới ánh sáng của cái đèn hoa kỳ bắt giữa sân lót gạch tàu, hai đứa nó ngồi sừng sững bên cạnh mấy đứa con gái. Hai thằng bạn chí cốt cùng xóm thân thương ngồi trơ ra đó, nhưng nhìn vào là biết không phải người sống. Nó mờ mờ nhàn nhạt kỳ khôi lắm. Khỏi phải nói, Hạnh, Chuột, Phi, Tiệp, Hào, Chiến ré lên khóc rùm, rồi vừa bò kèn vừa nhào tới ôm mấy thằng con trai. Xí Được làm mặt giận. Vậy mà nói nhớ tụi tao, khóc méo máu. Nhớ con khỉ khô nè tụi bay. Sợ tao hơn sợ ma thì đừng tới kiếm tao nữa, về hết đi. Cao vội an ủi. Bất ngờ ai không sợ mày. Thằng Phong nó không sợ ma, mà hai đứa bay coi á, mặt nó xanh dợn xanh ẻo kìa. Tao mà đi một mình gặp hai đứa bay á, tao cũng ngã lăn ra chết giấc à. Phong thay Đạt và Xí Xìu nên an ủi hỏi han. Mà tụi bay bị chết oan, không siêu thoát phải không? Đạt khoát tay. Tao thì tới số rồi nên chết lãng nhách vậy đó. Nhưng may mà tao chưa siêu thoát nên gặp thằng Xí. Nó bị chết oan, tao đâu có bỏ nó được. Cho nên chờ nó đủ 49 ngày thì trả thù cho nó. Ngạc cái nó không biết cha nội giết má con nó ở đâu nên mới hiện ra nhờ tụi bay coi giùm nè. Bọn nhỏ sững sờ. Vậy mày có nhìn rõ mặt cha nội đó không Xí? Chả hóa thành tro tao cũng nhìn ra. Nhưng tại tao chưa ra khỏi nghĩa địa được, mà cũng không biết chả là ai. Tao tính vậy nè, tao tả hình dáng thằng chả, rồi tụi bay về kể cậu ba nghe. Cậu biết nhiều dễ phán đoán, nhớ đừng cho ba má tụi bay biết. Ông bả cấm tụi bay lại đây thì hư bột hư đường hết. Mấy đứa con gái khóc hù hù. Thương tụi bay thì thương, nhưng tụi bay là ma, tụi tao sợ. Tao hại bay sao? Thương không hết, ở đó hại. Thằng Phong khôn hơn, nó bàn. Hay là vậy đi tụi bay. Mình đừng nói tối nay gặp thằng Đạt với thằng Xí, mà mình nói tất cả tụi mình đều nằm chim bao thấy thằng Xí. Cũng nghe nó nói y chang vậy, rồi nhờ chú ba phán đoán giùm. Chú có nhiều cách để vạch mặt thằng cha đó. Xí gật đầu. Vậy cũng được á. Rồi nó nhìn tốt bạn, nước mắt chảy ra. Tao với thằng Đạt nhớ tụi bay lắm, mà không biết làm sao. Hồi trước không tin có ma, bây giờ chính bản thân mình đã thành ma rồi. Nhưng ở đây không có hồn ma nào nữa. Ban đầu còn má tao. Tao hỏi chả là ai, mà má tao vì bị chả xiết cổ nghẹt họng nên nói chuyện không được, cứ lắc đầu mà khóc hoài. Giờ má cũng bị Diêm Vương đưa đi rồi. Tao trốn, bị gì tao phải ở lợi trả thù cho má. Tao thề với bay biết thằng đó là thằng nào, tao sẽ cho nó điên điên khùng khùng, tự hủy hoại thân thể mình cho bay coi nè. Thứ người gì mà tàn ác vậy không biết à. Má con tao có động phạm diện chả đâu. Chả dê má tao không được thì thôi, mắc gì giết người vậy chứ. Út sợn hỏi. Mày không biết thằng chả vậy á, chăng chả là người xã khác rồi. Mày đừng lo, để tụi tao phụ cho. Mà nãy giờ hai đứa bay có ăn cháo vịt không? Đạt cười bự. Ma mà ăn gì mày ơi, tụi bay đốt nhang là tụi tao no rồi. Chiến nãy giờ dòm Đạt trân trân, bớt sợ, nó rụt rè hỏi. Anh hai có về thăm má không? Đạt mím chặt môi nhìn em gái, muốn chồm tới vuốt tóc vuốt mặt nó mà không dám chạm vào người em. Nó nói như méo. Anh thấy má mỗi ngày á, thấy cả em nữa, nhưng anh không dám ôm má vì sợ má hay. Má nhớ anh khóc hoài, mỗi khi đốt nhang cho anh luôn đó. Đêm nào cũng nằm khóc. Má nói cúng cơm bữa cho anh tới giáp năm, mà anh lội dẫu như vậy á, sao chết kỳ vậy anh hai? Anh bị dọc bẻ chân, hai chân cứng cống không nhúc nhích được nên chìm tới đáy. Uống nước rồi sặc nước chết luôn. Mấy chú kiếm anh quá trời, cho ghe cào kiếm nữa mà không có. Phải anh chui vô ghe là cứu được rồi. Đạt cười khổ. Tại số anh tới đây là hết. Em ở với má phải ngoan nghen,
mình không còn cha, má vợ chỉ có mình em. Nhớ đừng có nói với má là gặp anh nghe chưa, má biết sẽ lo lắm. Thà má cứ nghĩ anh siêu thoát cho nhẹ lòng. Mà sau khi trả thù cho thằng Xí rồi á, thì anh cũng sẽ đi, biết chưa? Con Chiến khóc tích tác dòm anh mình lom lom. Đạt dòm lại nó, đám bạn biết anh em nó đang đứt ruột đứt gan. Thằng Xí kể: cha đó bự con tấn thần, mập út nút hà. Nào giờ tao không gặp chả lần nào. Để tao kể cho tụi bay nghe. Nửa đêm thằng chả vô mụn má tao. Má tao la làng, tao đương ngủ ngồi bật dậy chạy vô coi. Thấy chả với má tao giằng co, má tao cầm cái mát gió, tao nhào tới thằng chả. Chả mập ú vậy mà lẹ thấy ghê bay. Chả giật cái mát trên tay má tao, lũ tao một cái. Tao thấy đau điếng rồi hết biết gì luôn. Lát sau thấy mình mãi lơ lửng trên nóc nhà, ngó má tao bị xiết cổ bằng cái khăn rằng má hay đổi đi làm đó. Còn tao nằm trong vũng máu, thằng chả mất tiêu rồi. Bà con làm gì tao thấy hết, biết hết chứ. Trời ơi, tao tức mình và buồn một cái nghen. Vậy là má con tao chết tiêu rồi sao? Tao ngó trong đám ma con chả có mặt hôn, nhưng toàn là những người quen, không có thằng chả. Tao bơ vơ quá trời khi má tao đi đầu thai. Tao muốn chạy đi kiếm thằng Đạt, nhưng đâu có đi được. Giống như bị nhốt ở trong khu vực này vậy. Đi vòng vòng cũng quay về đây. Mai sau thằng Đạt tới kiếm tao, tụi tao mới lên kế hoạch trả thù nè. Cả bọn chắc lưỡi. Giờ sao ta? Mày không biết ai hết, sao tụi tao nói ra được? Vụ án của mày mới hơn một tháng là người ta bỏ qua rồi. Không có chứng cứ gì, tụi tao là con nít, sao dạch tội cha nội kia được? Con Hào đọc truyện trinh thám nhiều nên góp ý: mình về nói với cậu ba chuyện này coi, có thể tung tin gì đó cho thằng chả thốn mà bị khủng hoảng rồi tự thú. Phong trề môi: xời, mày làm như thằng chả khùng vậy á. Vụ này chả ém thấy ghê. 49 ngày rồi không có động tĩnh gì, chứng tỏ chả vẫn bình chân như vậy mày ơi. Đạt sổng sảng: thì bây giờ về bàn với cậu ba coi sao. Ổng lớn chắc có cách, mà không chừng nghe tả là cậu biết ai luôn đó chứ. Xí nhíu mày như nhớ lại, nó reo lên: thằng chả nữa cái đầu trọc lóc hàng ngang bay, bị hối á. Ôi, vậy là dễ kiếm rồi. Ít người bị hối lắm, xóm bường không có ai hối hết đó. Đám bạn trẻ vì thương bạn mình nên không còn sợ Đạt và Xí nữa. Chúng chụm đầu vào nhau bàn bạc phương án trả thù cho má con thằng Xí được, để hai vong hồn bạn mình được bình an mà chuyển kiếp. Tối hôm sau, anh em thằng Cao, Phi, anh em thằng Phong, Thuần, anh em thằng Quân Anh, Quân Em, Nhu, chị em con cha, Tiệp, chị em Hạnh, Chuẩn, thằng Út Lục Sệt và con Hào dắt nhau lại nhà cậu ba Khải. Tụi nó vừa bước vô, cậu ba đã la lên: hôm nay không phải thứ bảy, không ở nhà học bài mà đi đâu vậy? Út Sệt nói: cậu riết quên hết rồi, tụi con nghỉ học hết ráo, chỉ còn có anh em con Hào học thôi mà. Nhưng tối nay lợi chi đây? Không phải thứ bảy tao không có kể chuyện ma đâu. Thằng Phong lẹ miệng: nay tụi con lại là có chuyện khác. Không hiểu sao mà tối qua cả đám con đều nằm chiêm bao, thấy có một cảnh một là sao cậu? Cảnh gì? Vậy là tụi nó ráp nhau kể chuyện gặp hồn ma của thằng Đạt và thằng Xí. Thằng Xí tả dáng người kẻ giết mẹ con nó. Nó nói rõ là thằng cha đó bự con, giọng nói lạ lắm, giống cái kiểu mập quá rồi cái thanh quản bị nghẹt vậy đó. Mà thằng chả hình như người ở đâu tới, lạ quắc lạ quơ hà. Mạng chả trán dồ, đầu bị hói nghen. Thằng Xí nói chả nằm nốt trong bụng của má nó, chờ tối nó ngủ chả mới chui vô. Má nó đập, đánh, la làng khiến nó thức dậy, chạy vô tính xô chả ra, ai dè bị chả đâm một cái chết ngát. Má nó nóng ruột nhào vô, là thằng chả lấy cái khăn rằng má nó hay đội, siết cổ chết luôn.
Nó tức, muốn trả thù cho má, nên phải ở lại giặt mặt tên sát nhân đó. Cậu ba lặng thinh một hồi, rồi nhìn tụi nó bằng ánh mắt nghi ngờ. Đứa nào cũng thấy vậy hết hả? Bọn trẻ nhanh chóng gật đầu. Cậu cười. Nhẹ tao mà tụi bay hù. Tụi nó nhao nhao lên. Hù cậu cho tụi con học máu chết tươi luôn. Sáng lợi kể thì đứa nào cũng thấy y vậy. Cho nên tụi con bàn là tới nói với cậu. Cậu người lớn chắc biết cha nổi đó là ai. Thằng Xí với thằng Đạt nói chỉ cần biết trả là ai, nhà ở đâu là tụi nó xử khỏi cần chính quyền gì hết. Nó nhát cho dài bận, té cứt té đái rồi khùng luôn. Cậu đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi bày kế. Tả vậy ông nội tao cũng không biết hắn là ai. Thôi vậy đi, để tao nói với mợ Sáu Bay đi chợ bán khoai, ngồi nhiều chuyện tùm lum, tới tay ổng hay vợ con ổng gì đó, rồi tính. Ai chịu mình ăn cướp cậu ơi? Nhưng hễ cố tịch là nhúc nhích hà, bay tin tao đi. Hào chốt lại. Thằng cha đó mập ấu, giọng nói kỳ cục, cái đầu trọc chát, nhiều thông tin đó đủ chưa cậu ba? Thì tao kêu bả ra chợ nói y vậy. Mà nghe bay miêu tả, hình như tao mường tượng ra một người rồi. Nhưng tai này giàu có lắm, ăn bánh trả tiền cũng được, mắc gì làm chuyện đê tiện như vậy chứ. Thôi được rồi, chăng thằng Xí chết oan ức nên không đầu thai được. Vậy còn thằng Đạt thì mắc mớ gì vụ này? Thằng Đạt nó thương thằng Xí nên ở lợi phụ Xí, xong rồi tụi nó cùng đi đầu thai. Cậu ba liếc tụi nhỏ một cái bén ngót. Tụi bay nói như đã gặp hai đứa nó rồi vậy á. Thôi, nghĩ tình tụi nó cũng hay tới lui. Tao mừng gì được cho nó thì mừng, chứ chết oan quá mà. Mấy hôm sau, cái chợ của xã Bường nhoi nhoi lên một vụ. Hồn ma của mẹ con Xí hiện về kiếm kẻ giết họ mà trả thù. Mợ Sáu là vợ chấp nối của cậu ba. Hàng ngày, mợ có mặt ngoài chợ hai buổi để bán khoai lang và chuối xiêm nướng. Mợ thu thập được thông tin như vậy. Ấp 1 của xã Đại Lân kề bên xã Mỹ Thạnh. Nói kề bên vậy chứ, nhà xã này rất xa nhà xã kia. Chỗ ấp 1 có một tên lĩnh giàu có thuộc hạng cường hào ác bá, dê có tiếng. Cũng mập út nút, cũng giọng nói rinh rít, cũng hói tráng. Thỉnh thoảng có vài người thấy hắn đạp xe qua bên ấp Bường nhưng không biết đi đâu. Vài hôm sau, nghe đồn hắn ta chạy xe đạp lủi xuống ruộng, đầu dúi vô bùn. Rồi bữa sau, người ta thấy hắn đạp xe chạy thục mạng, vừa chạy vừa nhìn lại phía sau như đang bị ai rượt đuổi. Có đêm đang ngủ thức dậy, quỳ xuống gian xin la hét kinh động cả nhà. Một đồn 10, 10 đồn trăm. Cuối cùng tới tai công an xã Đại Lân, chính quyền theo dõi và điều tra. Bên phía xã Bường cũng được đánh động nên kết hợp với công an Đại Lân vào cuộc. Đại Lân còn kiên dè tay lĩnh, chứ xã Bường thì không. Biết hắn có liên quan tới cái chết của mẹ con chị Dần, nên đề nghị xã Đại Lân giao hắn cho xã Bường làm việc. Tất nhiên, tên lĩnh chối phan tội ác của mình. Nhưng tối đầu tiên ở phòng tạm giam của công an xã Bường, hắn la hét, khóc lóc, dập đầu thú tội với mẹ con Xí. Tất cả công an trực đêm đó đều chứng kiến và nghe thấy. Chuyện là vậy. Như đã nói, chị Dần mẹ của Xí đẹp và giỏi lắm. Đàn ông quá vợ ấp khác, lăm le muốn rước chị về làm vợ sau. Nhưng chị thì vui vẻ mặt dầu, nói chuyện sởi lởi, mặt mày tươi rói, hồi nào cũng nở nụ cười trên môi. Nhưng hễ ai đề cập tới chuyện đó thì chuyển thái độ liền. Chị tuyên bố ở dạy nuôi con thờ chồng, tâm nguyện chỉ muốn thằng Xí học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn. Sau này có nghề ngỗng đủ nuôi vợ con, còn chị kiếm tiền mua miếng đất nhỏ cho vợ chồng nó, chứ chẳng lẽ ở ké ở đậu ngoài bãi tha ma hoài sao? Cho nên dân ấp Bường ai cũng nể nang chị. Chẳng có đàn ông nào chọc ghẹo, trừ cái người hôm nọ bị chị đánh mẻ đầu sức tráng. Vậy mà ở cái ấp 1 bên xã Đại Lân lại có một thằng đàn ông cứ canh xí dáng dè là theo tòm tèm ve vãn chị. Chị đã cảnh cáo rồi mà hắn vẫn trơ trơ. Hỏi thăm thì biết cha nội này tên lĩnh, giàu có lắm, đất đai bề bề, đánh vợ giả mang, hống hách một dùng, lại dê có tiếng ở bên đó. Bao nhiêu lần hắn bị thưa lên ủy ban, nhưng bỏ tiền ra lo lót cho người đâm đơn để họ bãi nại, nên chưa hề bị đụng tới cọng lông chân.
Bởi vậy nên hắn lộng hành y chang loại cường hào ác bá thời xưa. Ban ngày chỉ bận rộn, ban đêm mới rảnh. Hễ rảnh là hắn chạy xe đạp lại kiếm. Nhà hắn thiếu gì Honda, nhưng đi xe đạp cho không phát ra tiếng động cơ. Mà thằng Xí cũng 14 tuổi rồi, nó cao lớn ra dáng thanh niên. Mẹ nó không chịu, dễ gì nó chịu. Nó hay thức khuya học bài, điện thì xài ké đường dây kéo vô nghĩa địa của ủy ban không tốn tiền. Cho nên lão tặc kia muốn tới phải canh lúc nó ngủ. Nhà chật cứng, chỉ có một cái phòng dựng vách lá, nền nhà bằng gạch tàu. Cha thằng Sển cất nhà mới lót gạch bông, nên cho chị Dần đem về hết, lót nền nhà sạch sẽ. Vì đất của nhà nước, nên chị đâu dám cất kiên cố. Hàng xóm cho hai cái giường cũ, một cái trong buồng, còn một cái ngoài cửa. Muốn đi vô buồng của mẹ, phải đi ngang chỗ con. Tên dê sòm rình dữ lắm, mà không chui vô mùng chị được. Nhà không có gì quý giá, nên khi chị đi làm, Xí đi học, thì nó chỉ cần cột cánh cửa bằng dây xích, thứ người ta xích chó. Không có khóa, nên mở ra dễ ủi. Tên lĩnh hôm đó đi bộ lén vô, nằm nốt trong phòng, chui dưới đít giường, chờ mẹ con Xí ngủ. Khi thằng Xí vừa tắt đèn một lúc, hắn bò lên bụng miệng chị Dần. Đang thiêu thiêu, chị tống cho một đạp giăng xuống giường, hắn lồn cồn ngồi dậy, năn nỉ. Cho anh ngủ nhờ một đêm, em đâu có mất mát gì. Nếu lỡ có bầu thì anh cho tiền nuôi con, đừng lo. Anh nhiều tiền lắm. Chị gầm lên. Biến ngay thứ khác, ông lãng quản tôi chém bỏ mạng đó. Hắn kiên nhẫn dụ dỗ, nhưng không lay động được chị Dần. Chị cứ lớn tiếng thóa mạ hắn, sợ một hồi thằng nhỏ nghe được, chạy đi kêu hàng xóm tới ôm sùm thì bẻ mặt. Trời đất, người có gia thế như hắn mà bị tai tiếng thì ai coi cho? Nhất là xã Mỹ Thạnh thì hắn có quen biết ai. Lỡ bị tố cáo thì mệt cầm canh chứ chẳng chơi. Chi bằng đánh phủ đầu trước cái đá. Tức thì, lĩnh trở mặt, hắn chống nặng hai tay, hất hàm. Thứ nghèo rách mồng tơi, chỗ ăn chỗ ở còn thua cái chuồng heo nhà tao. Được tao đoái hoại là mừng rồi. Mày la lên đi, mày la coi có ai vô cứu mày không. Đường xá vắng ngát, nhà cửa xa lát xa lơ. Mày cất cái nhà ở đây á, không phải đặng đón khách ha. Bày đặt ra vẻ con nhà lành hả mày? Chị Dần thuận tay rút cái mát giót luôn để trên đầu nằm của mình, dứ dứ trước mặt hắn. Mày bước tới một bước, tao chặt đầu mày làm hai khúc. Hắn cười ha hả, khinh thị. Tao đố cha mày dám. Đụng tới tao á là ông bà ông giải mày á cũng tiêu đời. Ngoan ngoãn nằm xuống, tao ban cho ơn mưa móc, kiếm bảy đứa con dưỡng già bằng tiền của tao. Không chờ chị phản ứng, hắn tiến lại giật phăng cái mát trên tay chị. Lúc đó thằng Xí giật mình dậy, nghe tiếng cự cãi trong buồng mới bước vô ngó. Nó la lên. Ông đi vậy chưa? Tôi la làng lên á, cho bà con tới còng cổ ông giải lên ủy ban nè. Vừa nói, Xí vừa chạy ra sân. Tên lĩnh dí theo chặn đường cho Xí quay lại. Hắn cố tình không chạm vào quần áo, da thịt của Xí vì sợ để lại vân tay. Canh cự ly gần, hắn dùng mát đâm một nhát chí mạng vào bụng Xí. Máu ồng ọc tuôn ra, Xí ngã lăn trên nền gạch. Chị Dần rú lên, nhào tới sống chết với lĩnh. Hắn né sang một bên, chẳng còn hứng thú gì nữa. Hắn tiện tay rút cái khăn ràng của chị quấn quanh cổ, rồi siết chặt Dần. Khi kiểm tra chị và Xí đã chết thật sự, hắn lấy khăn lau sạch máu và dấu tay, rồi cầm tan vật chạy tuốt trong đêm, để lại hai mẹ con tội nghiệp chết oan uổng vì sự thèm khát súc vật của hắn. Đi ngang cái ao cá của ông Hai Cò, hắn quăng cái mát xuống, còn khăn rằng về nhà hắn đốt bỏ. Sau đó, lệnh sống bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi nghe ngoài chợ người ta đồn rùm, hồn ma của thằng con chết oan hiện về đòi báo thù, hắn cười khì cho rằng tin đồn nhảm, ma cỏ gì chứ. Nhưng khi nghe họ tường thuật từng câu hắn nói với Dần, thì bây giờ tên lệnh mới đâm hoảng. Mặc dù hắn biết hai mẹ con họ thân nhân không còn ai, và hôm đó cũng không ai chứng kiến, nhưng những lời hắn nói ai đã nghe được. Cho tới khi đang ngủ, hắn bị khều khều chân, mở mắt ra nhìn, lệnh muốn té đáy,
khi thấy Xí đứng sừng sững ngay chân giường. Khuôn mặt sáng bừng với nụ cười tươi mà ánh mắt đầy căm giận. Ghê gớm hơn, từ bụng, ngay vết đâm của hắn, máu cứ chảy ra không ngớt, động thành dũng dưới nền gạch bông. Lĩnh dụi mắt mấy lần, càng dụi thì hình ảnh của Xí càng rõ hơn. Nó từ từ tiến lại gần hắn, nhe răng ra cười. Lĩnh hồn phi phách tán, biết là ma rồi nên chỉ còn việc quỳ xuống năn nỉ mà thôi. Tàn ác như vậy, nhưng hèn mới bị ăn vài bạt tay đã lập tức khai ra. Trưởng công an xã Bường cũng nhận ra hắn như đang khiếp sợ người vô hình trước mặt. Vì vậy mà mọi chi tiết và động cơ giết người được hắn khai ra rành mạch. Tên Lĩnh bị nhốt vào tù chờ tuyên án, có thể là tử hình vì đã giết hai mạng người. Thù đã trả xong, khi Xí mất 100 ngày, cũng tốt bạn đó đến cúng tiễn đưa nó và Đạt lên đường. Tụi nhỏ nhắc lại lời hứa, sau này sẽ xây mồ cho mẹ con Xí. Hai đứa tụi nó rất buồn vì chính thức xa bạn. Hôm đó có cậu ba tham dự, cậu nhìn Đạt và Xí đầy thương cảm mà rằng: "Đi đầu thai hóa kiếp đi con, làm lại người mới. Kiếp sau cậu hy vọng hai đứa sẽ may mắn hơn kiếp này. Hai đứa sẽ có đầy đủ cha mẹ và anh chị em ranh rác, có tốt bạn chí tình như bây giờ nữa. Sống đạo đức và được mọi người coi trọng nghen." Mấy thằng con trai nắm tay vây quanh Đạt và Xí. "Tụi tao sẽ nhớ hai thằng bay lắm, nhưng tụi tao không giữ bay lại đâu, vì không muốn tụi bay thành ma. Đừng lo, giá nào giá thì dù cho bao năm, khi dỗ hai thằng bay, tụi tao sẽ có mặt đầy đủ." Đạt mếu máo: "Hôm nay gặp lần cuối rồi, sẽ không bao giờ gặp nữa. Tụi bay bình an nghen. Còn Chiến, an ủi má để anh đi không vướng bận chi nghen cưng." Chiến mếu máo gật đầu: "Ôm em một cái anh hai." Đạt méo sạch miệng: "Không nên đâu em, anh không thể để em tiếp xúc da thịt với người chết được. Nhớ anh cứ để trong lòng là được rồi." Đêm tàn, đời người của hai đứa bé cũng tàn. Chỉ mong rằng kết thúc ở đây để mở đầu cho một trang đời mới. Tiếc nuối cũng vô vọng, chấp nhận hiện tại phũ phàng cũng là cách để đứng vững ở một nơi khác sau khi đã không trụ lại được ở nơi này. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.